Xin chào mừng quý vị cùng quay trở lại với chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Quý vị thân mến, vòng 1 với tên giai điệu bí ẩn, hai đội của chúng ta sẽ trải qua 5 câu hỏi của chương trình. Mỗi một câu trả lời đúng các bạn sẽ có được 10 điểm. Trả lời sai thì đội còn lại sẽ có cơ hội để trả lời. Các bạn sẽ giành quyền trả lời bằng cách là nhấn chuông sau khi Nguyên Khang đọc xong câu hỏi của mình, và lưu ý là sau cái chữ hết của Nguyên Khang thì mới được nhấn chuông để trả lời. Đội nào nhấn chuông trước thì sự nhấn chuông trước của bạn sẽ là niềm hạnh phúc cho đội còn lại. Bởi vì sao? Đội ấy sẽ là đội có cơ hội trả lời. Các bạn rõ chưa? Và các đội sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với câu số 1. Bài hát số 1 bắt đầu. Chưa hỏi đâu em. Chưa hỏi đâu nè. Được bấm chưa anh? Bao giờ được bấm à? Chưa, người ta chưa có hỏi. Chưa hỏi. Anh ơi, anh hỏi đi anh. Anh hỏi đi anh. Nghe đi. Em muốn đến về. Câu hỏi mình tới chưa anh? Bài này bài tủ nhà em lên anh nào, ơi. Lên nào, lên nào. Thôi đi anh. Thôi đi anh. Đây là một ca khúc khá là nổi tiếng của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà với tên gọi ca khúc Em Muốn Anh Đưa Em Về. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi như sau. Trong đoạn nhạc vừa rồi, nữ ca sĩ đã hát bao nhiêu lần câu Đưa Em Về? Dạ. Cuộc đời đâu có dễ. Rồi xin mời các bạn của đội. Em có đếm 5 lần. Đâu, nhiều lắm. Không có đâu, không có nhiều lắm đâu. 11 đếm lần. Sai rồi. 11 lần. Thưa quý vị, với Đưa Em Về trong câu hát vừa rồi, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã hát có tổng cộng là 11 lần. Xin chúc mừng. Đây gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Okay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài hát số 2. Bắt đầu. Bài 2 nhường mấy bạn đi. Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt chắn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Câu hỏi như sau. Trong đoạn nhạc vừa rồi có nhắc đến một đơn vị đo lường nào? Hết. Xin mời các bạn của đội Unify. Hải lý. Hải lý. Vâng. Và đó là đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Ngay bây giờ là bài hát số 3. Bắt đầu. Đây là ca khúc Chiếc Khăn Tay. Câu hỏi như sau. Trong đoạn nhạc vừa rồi, trên khăn tay mẹ của bé thêu hình gì? Hết. Đội của các bạn đã bị mất lượt. Trời ơi. Thêu con chim. Thêu con chim. Và đó là đáp án chưa đủ. Rất tiếc, xin mời đội bên đây. Xin mời các bạn. Cành hoa và con chim. Đó là đáp án chính xác. Chúc mừng. Tại vì con chim nó ấn tượng quá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc số 4. Bắt đầu. Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn. Cõi khói đốm đồng để ngậm ngùi, chim nhớ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần biểu cậu ngồi. Mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau. Rồi, và câu hỏi như sau. Trong đoạn nhạc trên, loài côn trùng nào được nhắc đến? Unify, đó là con sâu. Con sâu. Mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau, đó là con sâu. Và như vậy rồi Unify có được 10 điểm nữa. Nâng tổng số lên 20. Và bây giờ đây, chúng ta còn một câu cuối cùng nữa. Tất nhiên là với câu này thì không thể nào hai đội bằng điểm được. Chúng ta sẽ có câu số 5 của bài hát số 5. Bắt đầu. Nụ hoa thơm nhưng giờ sương ban mai, nhìn làn mây trắng đang nhẹ trôi
là mùa xuân mãi mãi chỉ cần em bên người. Đôi khi hận ghen, đôi khi giận nhau vu vơ, nhưng trong lòng em còn tin tình yêu trao anh. Và câu hỏi của chúng tôi như sau: trong đoạn nhạc trên, mùa nào trong năm được đề cập đến hết? Xin mời các bạn của đội Monster. Ủa, được rồi. Dạ là mùa xuân. Mùa xuân. Và thưa quý vị, mùa xuân là đáp án chính xác. Thưa quý vị, như vậy kết quả của chúng ta giành chiến thắng trong phần thi của vòng 1 chính là các bạn của đội Monster với 30 điểm. Chúc mừng. Về nhì, chắc chắn rồi, Unify của chúng ta có được 20 điểm. Yeah, yeah.